Các nhà nông miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2021, kênh nhà nông miền Tây cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để bà con mình tham khảo. Thì trước tiên kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Tình hình sầu riêng ngày hôm nay của chúng ta là nằm ở mức ổn định nhưng mà thấp hả bà con ha. Nó so với thời điểm trước thì khá là thấp rồi. Đó thì giá như thế nào kênh nhà nông miền Tây sẽ cập nhật như vậy để bà con mình có cơ sở để mua bán mỗi ngày sao cho hợp lý nhất và có lợi nhất cho cả bà con cũng như là anh em thương lái cho vựa. Đó thì hiện tại thì đứng trước cái tình hình là chúng ta giá nông sản bị ảnh hưởng trầm trọng bởi xuất khẩu, bởi dịch bệnh, cho nên là sầu riêng của chúng ta mặc dù là tiêu thụ rất là tốt trong thị trường nội địa nhưng vẫn không tránh được bị ảnh hưởng. Cho nên những ngày vừa qua là liên tục rớt giá bà con ha. Thì 2-3 hôm nay thì chững lại nhưng mà vẫn là nằm ở cái mức thấp và giá chênh lệch dao động mỗi ngày là từ 1 đến 2.000 đồng. Thì đến hiện tại thì rất là nhiều các cái cơ quan ban ngành cũng đã vào cuộc để giải quyết cái tình trạng nông sản cho người dân Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì mọi chuyện vẫn chưa có được khởi sắc, cho nên là đến ngày 7 tháng 1 thì vẫn có hơn 2.800 chiếc container bị ùn ứ tại các khu vực cửa khẩu ở phía Bắc cũng như là cửa khẩu tại Quảng Ninh thì không xuất khẩu hàng nữa. Đó, tức là chỉ đang giải quyết hàng tồn thôi, tức là không dẫn xe lên nữa. Đó thì tình trạng ngày càng tệ hơn chứ chưa có được giải quyết nhiều hả bà con. Đó thì mình nắm giá, nắm thông tin mỗi ngày để mà mua bán sao cho thuận lợi. Thì cụ thể hôm nay giá sầu riêng ở miền Tây, sầu riêng thi sáo mua xô từ 27-31 ngàn, hàng đẹp từ 32-37 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 35-43, hàng đẹp là từ 44-48 ngàn. Ở miền Đông Nam Bộ, ri sáo mua xô là từ 25-31, hàng đẹp từ 32-37. Sầu riêng Thái mua xô từ 32-38, hàng đẹp là từ 39-43 ngàn nha bà con nha. Đó. Bà con lưu ý giá này là giá anh em thương lái cắt tại vườn, tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển sẽ có sự chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng nữa. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và xin kính chào.